mưa nhớ ai, mưa rơi như nước đầm, mưa rơi trong lòng tôi. Lòng thương nhớ nào vui, mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn. Lòng thương nhớ nào vui. Tùng xin gửi lời chào đến khán giả quận Cam. Quý vị nghe bài Mưa Rừng, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh, sáng tác riêng cho nữ nghệ sĩ Thanh Nga ở thời điểm mà cô đang tỏa sáng. Và trong lúc quý vị xem á, là hình ảnh của nữ nghệ sĩ Thanh Nga được chắt lọc lại từ gia đình. Đây những tấm ảnh rất quý, ảnh tư liệu độc quyền và chỉ có gia đình nghệ sĩ Thanh Nga có. Và quý vị là những người hiếm hoi nhìn lại dung nhan của Sài Gòn với nữ hoàng sân khấu Thanh Nga, mà trên cái nền đó là tiếng hát của cậu con trai duy nhất của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, một nửa quận Cam, nghệ sĩ Hà Linh. Thì cho Thanh Tùng kính thưa luôn, quý vị biết Hà Linh em nó không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, Hà Linh không phải là ngôi sao ca nhạc, Hà Linh em là nghệ sĩ thoại kịch, là nghệ sĩ diễn hài hước, mà mở đầu chương trình hát lại bài Mưa Rừng của mẹ là để ra mắt quý vị. Thanh Tùng đứng bên trong nghe quý vị vỗ tay, chắc chắn không phải vỗ tay vì giọng ca của Hà Linh, mà vỗ tay ủng hộ tinh thần cho em nó. Quý vị có đồng ý không? Con trai của nghệ sĩ Thanh Nga, đúng không? Mang tiếng con trai nghệ sĩ Thanh Nga, nhưng hát Mưa Rừng là cái hơi của Bảo Quốc Y Giang hả, đúng không? Dạ. Em đứng đây rồi, anh Thanh Tùng câu giờ để cho em lấy bình tĩnh và em có đôi lời với khán giả của mình tối nay đi. Dạ, lời nói đầu tiên thì Hà Linh xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách, anh em bằng hữu đã đến đây chung vui với Hà Linh ngày hôm nay, nhân cái dịp Hà Linh ra mắt khán giả tại quận Liên Nam, miền Nam Cali, quận Cam. Tiếp theo Hà Linh xin được cảm ơn gia đình của chị Gigi Phương Trinh. Nhờ chị ngày hôm nay Hà Linh mới có được một cái khán phòng ấm cúng để mà chia sẻ những cái cảm giác, những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm với những người bạn bè, những người đồng nghiệp, những người anh em của Hà Linh. Tiếp theo nữa là con xin cảm ơn ba má, xin cảm ơn anh Bảo Lộc, chị Hồng Loan đã chăm chút lo lắng cho em từng ngày qua. Và tiếp theo con xin cảm ơn má Nguyễn, má là người đã đưa con qua được tới đây sau 11 năm phỏng vấn, té lên té xuống mấy lần, cuối cùng thì má đã đưa con. Và cuối cùng xin cảm ơn anh MC Thanh Tùng, anh đã rất thương Hà Linh nên đã bay từ San Jose qua đây để lo cho đứa em có một cái buổi thật là đàng hoàng, thật là trang trọng, và mong rằng anh sẽ luôn ủng hộ em. Xin cảm ơn rất nhiều và xin cảm ơn quý khán giả một lần nữa. Và xin cảm ơn. Không, thật ra Thanh Tùng là khán giả ái mộ cô Thanh Nga bao nhiêu năm, cái đứa nhỏ mà để dành tiền ăn sáng để làm đám giỗ cho cô Thanh Nga mỗi năm đó. Rồi Thanh Tùng cũng là may mắn được gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Loan, Bảo Lộc xem như là thành viên trong gia đình, nên chuyện đứng đây tối nay với Hoài Linh với Thanh Tùng là bổn phận của một thành viên trong gia đình. Dạ. Còn em nói một lời cảm ơn chung cho những bạn nghệ sĩ của em đêm nay. Dạ. Thật ra thì nãy em có cảm ơn rồi, em nói là cảm ơn tất cả những anh em, bạn bè thân hữu. Nhưng mà thật ra thì nên nhắc lại lần nữa là xin cảm ơn tất cả những bạn, những anh, những chị đã đồng ý đến giúp cho Hà Linh, không có vụ lợi gì hết. Chỉ cần Hà Linh nhờ
là sẵn lòng. Đó là cái tấm lòng tin của đồng nghiệp với nhau. Và cảm ơn cái nét nhạc rất là hào hùng và nó cũng phù hợp với lại lúc Hà Linh nói. Và xin cảm ơn. Quý vị biết là sở trường của Hà Linh là diễn thoại kịch với lại diễn hài. Thành ra nãy giờ chỉ là sở đoản thôi. Bây giờ cho em xuống nghỉ giải lao vài phút, hớp vài ngụm rượu, dạ, trở lên trình diễn sở trường của mình. Dạ, dạ, xin cảm ơn anh. Dạ. Quý vị một lần nữa, quý vị đặt pháo tay thật lớn ủng hộ tinh thần cho Hà Linh ngày hôm nay. Ai là trong ông quốc? Sao? Hôm nay vui không? Thấy vui, vui quá trời luôn. Quá trời vui. Dạ. Tại vì hôm nay là cái ngày mà Hà Linh cũng như nó ra mắt khán giả tại quận Cam mình. Dạ. Thì rất là vui. Mình chỉ có một cái buồn nó nhỏ thôi. Lớn chứ trong gia đình nhưng mà nhỏ thôi chứ không mà là không có mẹ nó thôi. Dạ. Chứ có mẹ nó thì cái nghĩ rằng mẹ dạ, nó cũng sẽ vui lắm. Cái tình thương của khán giả dành cho mẹ nó bây giờ đặt sẵn. Quý vị ơi, hôm nay quý vị được gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Loan, Bảo Lộc ân cần mời quý vị đến đây ủng hộ tinh thần cho Hà Linh. Sự ủng hộ đó quý lắm, quý vô cùng. Năm tối thứ sáu ở quận Cam có bao nhiêu chỗ đi chơi, nhưng quý vị dành ân tình đó, cái thời giờ quý báu này đến đây, chẳng những để ủng hộ tinh thần cho Hà Linh mà cho gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc rất là hãnh diện luôn. Trước khi nghệ sĩ Bảo Quốc thay mặt gia đình thưa chuyện với quý vị, cho Thanh Tùng nhắc với quý vị này đơn giản lắm. Tối nay tất cả quý vị được mời tới đây tham dự chương trình văn nghệ là không có bán vé, đúng không? Tất cả quý vị đến tham dự chương trình cho vui. Thì bây giờ phần còn lại là rượu nè, bia nè, thức uống nè, đồ nhậu nè, Thanh Tùng bao. Đêm nay Thanh Tùng bao, ai uống bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Tự nhiên nha mấy em, tự nhiên. Đó là chương trình của mình, văn nghệ thì tụi em bao. Còn có gì ăn uống gì cái gì thoải mái. Ai tango lo đồ ăn sẵn, ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Uống nhiêu, hả? Ai ăn lấy trả. Ai uống lấy trả, em nói em bao chương trình văn nghệ, bao cái miệng thôi mà. Đúng không? Đó, vậy. Chứ em đâu có ăn, rồi ai ăn thì trả chứ. Bây giờ quý vị giúp giùm em tràn pho tay thật lớn, đại diện cho một đại gia đình nhiều thế hệ cống hiến cho sân khấu Việt Nam. Từ thời có bà Bầu Thơm Năm Nghĩa đến thời nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Hữu Thình, nghệ sĩ Bảo Quốc, sau này tới thế hệ có nghệ sĩ Hữu Châu, Hữu Lộc, Hồng Loan, sau nữa tới thế hệ của Hà Linh, của Gia Bảo. Và kế tiếp nữa mình còn một thế hệ thêm. Xin được trân trọng với quý vị, đại diện cho nhiều đời nghệ sĩ của sân khấu Việt Nam, nghệ sĩ Bảo Quốc. Cảm ơn. Dạ, Bảo Quốc xin kính chào các anh chị, các bạn thân mến. Lời đầu tiên của Bảo Quốc là Bảo Quốc rất rất là cảm ơn tất cả những người có mặt hôm nay ủng hộ cho Hà Linh, cũng như cảm ơn tất cả mọi người Việt Nam trên trái đất này đã ủng hộ cho gia đình của chị Thanh Nga, của Bảo Quốc, của đoàn Thanh Minh Thanh Nga mấy chục năm nay. Lên đây là tính hát rồi mà nãy Thanh Tùng nói nó hát dở giống Bảo Quốc hết dám hát. Dạ, thật ra thì Bảo Quốc đến đây hôm nay với một cái tâm trạng mà không biết là buồn hay vui. Vui là vì khán giả rất là thương gia đình và đến đây ủng hộ cho cháu Hà Linh. Mà buồn là tự nhiên nó ra nó ca cái bài Mưa Rừng, cái chiếu lên chị Thanh Nga cái là chịu không có nổi rồi. Bởi vì chị Thanh Nga chỉ có một đứa con duy nhất là Hà Linh. Bây giờ cháu nó lớn rồi. Khi mà cháu vừa mới sinh ra
thì ai cũng thấy cháu là một đứa con rất là có phước. Mẹ nổi tiếng, gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, cháu rất là có phước. Đùng một cái, cháu 5 tuổi thì bất hạnh đến với cháu. Cha mẹ mất một lượt. Cháu là một đứa nhỏ mồ côi. Mồ côi từ lúc 5 tuổi. Nhưng mà nhờ vào cái sự đùm bọc thương yêu của bà ngoại, của gia đình, cháu rất là vô tư, không biết gì hết, để lo cho cháu từ nhỏ cho tới khi cháu khôn lớn. Và bây giờ Bảo Phước vẫn nhắc lại cái có phước của cháu. Cháu có phước là gì? Cái tình thương của gia đình, tình thương của chị Thanh Nga, tất cả mọi người dành cho cháu. Bằng chứng là khi cháu qua đây, sự có mặt của các anh chị và các bạn trong cái phòng này đã nói lên cái tình thương đối với gia đình, đặc biệt đối với cháu Hà Linh, một đứa nhỏ mồ côi rất sớm, nhưng khi lớn lên thì được một cái tình thương rất là rộng lớn bao la của gia đình và của tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới này. Bảo Quốc muốn nói lên điều đó là Bảo Quốc nghĩ rằng cháu nó sẽ biết ơn rất nhiều tất cả những khán giả của mẹ cháu, và bây giờ là khán giả của cháu. Thì Bảo Quốc nói thì nó cũng dài dòng quá đi. Chung lại một cái là Bảo Quốc mong muốn tất cả mọi người thương yêu cháu, thương yêu chị Thanh Nga, thương yêu gia đình của Thanh Minh Thanh Nga, thì hãy thương cháu thật nhiều, giúp cho cháu là một đứa nhỏ rất là có phước. Xin cảm ơn. Chúng mình sao Bảo Quốc? Anh tâm sự mà Thanh Tùng nghe rất là cảm động. Quý vị biết là nghệ sĩ Hà Linh gọi nghệ sĩ Bảo Quốc và phu nhân á, là chị Thủy á, là ba với má. Hồi nãy quý vị nghe không? Con cảm ơn ba má, tức là cảm ơn nghệ sĩ Bảo Quốc với chị Thủy. Thanh Tùng có hỏi tại sao lẽ ra thì gọi bằng cậu với mợ. Nhưng quý vị biết là lớn lên không cha, không mẹ, sống nhờ sự đùm bọc của bà ngoại, của gia đình, mà đặc biệt là thừa hưởng cái duyên trời cho, cái duyên hài không đụng hàng của nghệ sĩ Bảo Quốc. Quý vị thấy nét diễn của Hà Linh ít giống mẹ bằng giống cậu khi lên sân khấu hơn, nhất là khi Hà Linh diễn hài. Quý vị sẽ xem Hà Linh diễn trong một vài giây phút nữa. Còn bây giờ cho Thanh Tùng đứng đây xin phép được nhận diện một số những gương mặt quen thuộc mà vì thương gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc, thương nghệ sĩ Thanh Nga và quý Hà Linh nên đêm nay có mặt. Thấy bên cạnh gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc, như Hà Linh có nhắc đó, có bà bầu Thúy Uyển, người có công giúp mang được em Hà Linh sang Mỹ ít nhất là 2 lần trình diễn rồi. Lần đầu tiên là tháng 3 của năm nay đúng không cô? Lần kế tiếp là mới diễn hôm Chủ nhật 15 tháng 9 vừa rồi, diễn kịch dài cho kịch đoàn Việt Nam Thúy Uyển. Rồi hôm nay đến đây có ông bà bầu từ ở tiểu bang Florida, từ Fort Lauderdale, có công việc ở quận Cam rất là bận, dành đêm nay tới để ủng hộ tinh thần cho gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc, cho Hà Linh. Cảm ơn anh Quốc Tuấn, nữ ca sĩ Hoàng Thanh Trúc, cảm ơn nhiều lắm. Thanh Tùng thấy danh hài Bảo Liêm nè, Thanh Tùng thấy có các anh chị em nghệ sĩ nhiều lắm, Bảo Liêm, Bảo Vi nè, Thanh Tùng thấy có ca sĩ Hương Thủy nè, có người đẹp này nè, đây là bạn thân của bà Truy Di nè, Tiến Dũng ha, nhiều lắm, Leon nhiều lắm, kể ra không hết. Chỉ biết rằng đêm nay đó không phải là đêm trình diễn, và quý vị không đơn giản chỉ là khán giả. Đêm nay là đêm tụ họp đại gia đình của mình, những người yêu mến nghệ sĩ Thanh Nga, yêu mến nghệ sĩ Bảo Quốc đến đây vì Hà Linh. Có đúng vậy không, đại gia đình quận Cam mình đêm nay? Vỗ tay lớn cho đại gia đình quận Cam mình đêm nay. Tất cả của nhà gia đình đêm nay, cảm ơn quý vị nhiều lắm, nhiều lắm luôn. Rồi, bây giờ
Phần trình diễn của các thành viên trong đại gia đình sẽ lần lượt lên sân khấu, quý vị an tâm. Phần 1 là phần trình diễn, nhưng bất kỳ lúc nào quý vị muốn dạ vũ, mời quý vị ra sân khấu nha. Đây là trong ông quốc. Sao hôm nay vui không? Thấy vui, vui quá trời luôn. Quá trời vui. Dạ. Tại vì hôm nay là cái ngày mà Hà Linh cũng như nó ra mắt là khán giả tại quận Tam mình. Dạ. Thì rất là vui. Mình chỉ có một cái buồn nó nhỏ thôi. Lớn, lớn chứ trong gia đình nhưng mà nhỏ thôi chứ không ạ. Cái nghĩ rằng mẹ dạ. nó cũng sẽ vui lắm vì tình thương của khán giả dành cho mẹ nó bây giờ đặt sẵn. Cái tiết mục đầu cảm động quá ha. Mình nói mà mình cũng ngẹn lời bởi vì khi mà nó hát cái bài Mưa Rừng đó rồi chiếu lên hình mẹ nó thì tự nhiên Bảo Quốc ngồi dưới này chịu không nổi. Dạ. Rồi thành công anh đưa lên thì mình phải có vài lời để cảm ơn khán giả. Cảm ơn bố, chú giữ sức khỏe nha. Cảm ơn, dạ. Cảm ơn bà Tám nha. Cảm ơn chú, mời chú. Mở đầu chương trình là cặp đôi vàng của sân khấu và điện ảnh hiện nay. Họ có một khối lượng fan khổng lồ từ trong nước sang đến hải ngoại. Bởi vì cả hai vừa là tài tử điện ảnh vừa là diễn viên thoại kịch mà mới đây đi thi ca sĩ đoạt ẩm luôn giải vàng, giải cao nhất mới ghê nhé. Quận Cam, đôi song ca của vị tán thưởng thật lớn giùm cho Thanh Tùng, Thanh Duy và Kha Lê.